Vâng ạ, xin chào các anh chị. Các anh chị đã xem được nhiều video chưa ạ? Đã cảm thấy mình có cái sức bật, sự sáng tạo mới mẻ chưa ạ? Và video này, bài học này thì tôi sẽ nói về cái sự chuẩn bị về trang phục khi các anh chị và các bạn đi chuẩn bị đi phỏng vấn tuyển dụng, được chưa ạ? Vâng. Thì trang phục ở đây tức là mình nói về cái ngoại hình của mình, được chưa ạ? Bao gồm là gì ạ? Đầu tóc, trang điểm, ăn mặc, giày dép, đồ dùng, phụ kiện. Đó là những thứ mà ta sẽ cần quan tâm. Đó. Thì đây là một số cái lời khuyên, được chưa ạ? Ví dụ như là gì ạ? Chúng ta nên lựa chọn những cái trang phục là mang tính chất công sở, ăn mặc lịch sự, lịch thiệp, được chưa ạ? Mang phong cách thương nhân, doanh nhân, dân văn phòng khi đi phỏng vấn. Đấy. Quần hoặc áo phải được là lượt tinh tươm, sạch sẽ. Ví dụ như thế này, đúng không ạ? Tôi nói thí dụ như thế, trông như này là được rồi. Đầu tóc phải gọn gàng, được chưa ạ? Màu sắc thì cũng lựa chọn những cái màu sắc nhẹ nhàng thôi, tươi tắn nhá. Tránh những cái màu nó u ám, tránh những cái màu nó quá hoa hòe há sói. Đấy. Thì chúng ta nên mặc như vậy cho nó phong cách business. Ví dụ như là nam giới có thể là áo sơ mi một màu hoặc là áo sơ mi kẻ caro, đấy, thắt cà vạt, hoặc là chọn những cái trang phục mà làm sao mà mình mặc mà mình cảm thấy là nó có thể là tự tin nhất và tôn trọng người đối diện, được chưa ạ? Vâng. Về quần thì chúng ta có thể ưu tiên là sẽ mặc các quần Âu, tức là quần vải đấy ạ. Các cái màu tối hoặc màu xám, màu xanh, các màu tối nhá. Tránh những cái màu nó sáng hoặc là những màu mà nó trắng hay là những cái màu nó tím. Nói chung là cái đấy nó là thuộc về phong cách, nó thuộc về style rồi. Tôi cũng không nói là cái màu tím nó kinh khủng hay như thế nào cả, vì nói như thế nó hơi khó. Nhưng mà trong cái ngôn ngữ về thời trang, người ta gọi là business style ấy, thì người ta thường chọn những cái màu xám, màu lông chuột hay là màu gạt tàn ấy, màu xanh, xanh nước biển, xanh tím than, màu đen. Đấy là những cái màu mà chúng ta có thể lựa chọn được. Hạn chế mặc quần jean hoặc là những cái quần xẻ đầu, xẻ gối, vân vân. Sau này các bạn đi vào làm việc rồi bạn có thể mặc gì tùy ý. Nhưng đi phỏng vấn thì lời khuyên là nên ăn mặc lịch sự theo cách như vậy. Trừ việc là bạn đi tuyển theo kiểu kiến trúc sư hay là hội họa hay là những cái dân art, dân nghệ thuật đấy, đúng không ạ? Còn thông thường thì theo tôi là nên như vậy, được chưa ạ? Chúng ta cũng đừng có quá là quan niệm là cứ phải làm như thế thì mới là đúng. Ở đây thì chúng ta nhìn là theo hướng rất là tích cực nhá. Tiếp tục là đến giày dép. Vâng, thì lời khuyên sẽ là gì ạ? Chúng ta nên đi giày hoặc là dép có quai hậu, nhất là nên đi giày. Giày dép thì chúng ta cũng lựa chọn giày tây, đúng không ạ? Giày tây được vệ sinh, đánh bóng sạch sẽ. Đấy. Chúng ta có giày mới thì tốt, không giày cũ cũng được, nhưng mà phải sạch sẽ. Trông trên một cái cơ thể, trên một cái bộ trang phục nó toát lên là gì? Ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, thơm tho. Dây lưng chúng ta cũng chọn cái dây lưng là mặt đơn giản, màu đen hoặc màu xám. Chúng ta nên lựa chọn những cái đồ theo phong cách như thế, ăn mặc vào nó rất là lịch sự, được chưa ạ? Về đầu tóc thì chúng ta nên gọn gàng, sạch sẽ, được chải chuốt một chút. Ví dụ như tôi như thế này, ý tôi là như thế, đúng không ạ? Không để đầu tóc dài bờm sờm lù xù hôi rình lên, đúng không? Ví dụ thế thì gọn gàng nếu là phụ nữ nhá. Nếu là các bạn nữ thì có thể làm tóc kiểu cách một chút, trang điểm một chút càng tốt, đúng không ạ? Trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, đừng có vác một cái khuôn mặt bự phấn đến. Tôi kinh lắm, không biết mọi người thế nào nhưng tôi thấy kinh lắm. Quan điểm của tôi là không nên. Trang điểm đẹp rất là khuyến khích, nhẹ nhàng tinh tế, son phấn nước hoa nhẹ nhàng nhá. Đừng có quá là như kiểu đi diễn ban công ấy. Đấy. Nên dùng nước hoa nhẹ nhàng thôi, nên dùng. Nhưng mà đừng có sức quá đà, quá đậm, bởi vì có những người người ta sức, người ta bị nghiện nước hoa, sức khủng khiếp luôn thì cái người đối diện người ta không chịu được. Tôi có dùng nước hoa, tôi có dùng, nhưng mà tôi dùng rất là nhẹ nhàng thôi. Sức khoảng 2 hơi, 3 hơi gì đó thôi. Nó sẽ thoang thoảng. Đấy là được, không quá nặng. Vâng. Về phụ kiện mang theo khi đi phỏng vấn thì chúng ta có thể mang theo cặp sách, túi sách, đúng không ạ? Ba lô laptop, sổ ghi chép, bút viết,
CV bản cứng, đúng không ạ? Rồi thì những cái vật dụng khác như điện thoại vân vân chúng ta có thể mang kèm. Nhưng lưu ý là những cái đồ này chúng ta mang kèm thì chúng ta cũng phải rất là sạch sẽ, ngăn nắp, đúng không ạ? Ví dụ mình mở một cái cuốn sổ ra đã quăn tít, đúng không ạ? Tìm cái bút tìm mãi không thấy, vỡ nát. Ba lô mình mang đến thì trông nó nhầu nhĩ bẩn thỉu. Thì ý tôi là gì ạ? Có là rất tốt, bởi vì cái phụ kiện này nó giúp cho nhà tuyển dụng nhìn thấy chúng ta rất là chuyên nghiệp. Chúng ta ví dụ như ngồi phỏng vấn với nhà tuyển dụng và anh chị đợi em một chút nhé. Mình mở laptop để đây, mình bỏ cuốn sổ để đây, bỏ cái điện thoại để đây, cái bút bỏ đây, cộng theo là có cả danh thiếp càng tốt. Đấy, đeo đồng hồ đeo tay như thế này, nên đeo đồng hồ đeo tay này, lịch sự, được chưa? Điện thoại là tắt chuông điện thoại đi để chế độ rung thôi. Thế vâng, bây giờ thì em có thể trò chuyện với anh chị hoặc là anh chị có thể đặt câu hỏi cho em. Đấy là cái cách chúng ta làm, thì nhà tuyển dụng người ta nhìn chúng ta cảm thấy rất là khác, cảm thấy đây là đúng là một ứng viên rất là chuyên nghiệp. Dù bạn còn trẻ hay bạn đã già, dù bạn thành đạt hay không thành đạt, thì những điều tôi vừa nói bạn hoàn toàn có thể làm được, đúng không ạ? Thì tôi tư vấn như vậy bởi vì người ta nói là cái trang phục nó chính là cái ngôn ngữ về mặt sự tôn trọng đối với người đối diện. Khi tôi mặc quần áo như này, tôi phát đi một thông điệp rằng là tôi rất tôn trọng bạn. Đấy, tôi ăn mặc đẹp, lịch sự, bóng bẩy, bởi vì tất cả mọi người đều muốn nhìn vào những điều may mắn, điều tươi mới, điều đẹp. Người ta không nhìn mà nhìn thấy khuôn mặt nhầu nhĩ, buồn rầu, bẩn thỉu, nhếch nhác, đúng không ạ? Và người ta không muốn. Thế thì chúng ta cũng phải chuẩn bị hết cả những cái phần vệ sinh cá nhân nữa, đúng không ạ? Mặt mũi tươi tỉnh, sạch sẽ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến. Rồi thì nếu mà về phong cách ăn mặc thì giày tây thì phải đi với tất cổ dài. Tất thì phải màu tất thì sẽ hợp với màu quần. Nếu bạn mặc quần màu đen thì bạn phải đi tất màu đen. Bạn mặc quần màu xám thì bạn nên đi tất màu xám hoặc là màu đen. Đấy. Ví dụ như bạn mặc một cái quần màu xám và đi một đôi giày màu đen thì đôi tất sẽ là màu đen hoặc là màu xám thì rất tuyệt vời. Đừng đi tất trắng và đừng đi tất ngắn cổ. Đấy là phong cách business style. Nếu bạn có thể thắt thêm một cái cà vạt, lựa chọn một cái cà vạt bản nhỏ, trẻ trung càng tốt. Vâng, thì đấy là một số cái lời khuyên căn bản về lựa chọn trang phục chuẩn bị trước khi đi phỏng vấn, được chưa ạ? Và xin hẹn gặp lại các bạn vào nội dung bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.